Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay vô mình được 16 ngày các bạn. 16 ngày kể từ khi vô dĩ bộ hộp khôn nha các bạn. Thì bên đây là cái giống 226 của Nam Việt nè. Giống này phát triển thì con ok các bạn. Cái con phát triển tốt, sạch bệnh. Thì mình dưỡng một cử dưỡng các bạn. Dưỡng một cử là mình vừa xịt xong. Cái thuốc mình xịt đó là phát treo quận đọt nè các bạn. Của Alphaco. Cái này một gói cho một bình. Và Atunit và Decamon. Mỗi thứ 15 cc các bạn. Đó, thành ra cái chai Decamon này nó vụ trước cụ lại, thành ra nó mất cái nhãn rồi bạn. Thì mỗi thứ 10 cc với lại một bịch bung đọt phát chèo bung đọt to gốc cứng cây. Đó, cái này thì nói chung là xài cũng ok các bạn, thành ra mình mới up lên cho các bạn xem. Nó có mấy cái phản thứ gì giống gì của mình đó, thì cái dưa hấu mình thì hôm nay có không được phát như người ta đó, bị một đợt bệnh nè các bạn xem ha. Đó, cái bệnh li ti nó giống gì đó. Đó, thành ra là cái dưa hấu nó chậm phát. Rồi sáng hôm nay mình đi so sánh các cái loại dưa bị trên ruộng mình, nó có 3-4 giống dưa nha bạn. Thì mình trồng mình thấy cái giống nào ưu thế thì mình chuyển thêm. Đây là giống sao đỏ, sao đỏ thì trên ruộng mình trồng đại trà hơn cái giống nào hết. Rồi tới bên này mình hỏi mấy nhập nữa thì tới cái dòng mà dưa 2022 thì cái độ đồng đều nó cao hơn như vậy. Thì mình làm cái video này để sẵn mình làm cái video này mình so sánh những cái giống dưa. Các bạn đừng tua video nha. Đây là cái 2022 nè. Cái giống này mình xuống sau coi như là sau một ngày mà nó vẫn phát triển bình thường nha mà, tại vì cái hộp khô với hộp mồng nó cũng cờ tuổi nhau em. Rồi sắp tới đây mình đi tới cái ruộng dưa của mình là để giống tròn chân mình còn lại mấy trăm dây tròn chân nha. Đây, bên đây mình trồng cái màng phụ cũ của cái dưa thương phẩm giống thành long trái hoa anh đó. Thì mình đóng lỗ 4 tấc. Thì 3 lỗ mình bỏ thay trồng 2 dây dưa tròn chân. Các bạn xem, cái này là mình bỏ 1 lỗ nha. Bỏ lỗ giữa rồi tới 2 lỗ. Hai lỗ mà cặp bên nhau mình bỏ 2 hộp, mình tỉa xuống đây 2 hộp. Đó. Hôm nay cái lứa tuổi của dưa này là 20 hai mấy ngày đó, mình không nhớ rõ lắm. Mà bên đây là cái của ông anh mình là 24 rồi, cũng chung một ngày đây. Đó, các bạn làm cái clip này cho các bạn so sánh cây như con. Và các bạn nhớ ủng hộ mình và đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để có những video mới nhất nha các bạn. Đến đây mình xin tạm dừng cái video này.
mong các bạn ủng hộ nhiều hơn cho mình có cái động lực mình làm những video mới nha. Rồi, xin chào tạm biệt, chúc bà con nông dân các bạn làm được mùa bội thu.